Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em giới thiệu một dòng chép Nelby 750 mới nữa của cửa hàng bên em. Con này là dòng chép Nelby từ của nó là từ neo hạt. Đây anh em nhìn này, bằng hạt này. Biết cốc nhôm anh em nhé, cốc nhôm. Cốc nhôm và con này là 4 vít này. Thì không có dòng nhân xoáy côn 75 đâu. Dòng này côn 75. Em đã mổ một cái là cho anh em mình xem này. Cốc nhôm anh em nhé, cốc nhôm này. Và côn nhôm dây dẹp. Côn 75 thì gọi là chép 750. Dòng này là chép Nelby. Nelby bây giờ đắt hơn neo thường. Và con này có giá bán là 2,1 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc anh em nhé. 2,1 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Đây là chép kèn Titan JBL. Anh em xem hàng trông nhìn rất là xịn sò. Tuy là ghi là Mỹ ở đây, USA, nhưng không giấu giếm gì các anh em cả, nó hàng của Trung Quốc sản xuất. Với cái giá bán là 2,1 triệu bao ship. Anh em ý hiểu điều đó. Và em sẽ bật một chút nhạc test nhé, anh em mình nghe thử tí nhạc test. Test tí nó nhỏ thôi, chứ cái này mở to thì nó xé lắm, chẳng nghe được. Em test không phễu vậy. Có cái phễu ở đây nhưng cũng vừa. Thế mời anh em nghe một tí nhạc này. Nghe tí tách tách tí thôi chứ không mở to được. Nghe không cảm được. Mở to nó sẽ xé tiếng. Còn phễu ở đây này. Test nó không có cái không gian yên tĩnh thì cũng khó để nó cảm giác nó hay được. Anh em nghe và thông cảm cho vì nhà mặt đường cũng nó không giấu giếm gì cả. Ngay cái chợ luôn, ngay cái chợ sáng Đại Mỗ. Buổi sáng anh em ở đây thì thấy nó khủng khiếp. Và em xin phép dừng ở đây. Nếu bà con cô bác có nhu cầu mua cái sản phẩm này, xin gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại 0904 612323. Và em xin nhắc lại giá là con chép kèn Nelby 750 này là có giá bán là 2,1 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.